Đạo diễn Trần Cảnh Đôn qua đời. Đạo diễn Trần Cảnh Đôn đột ngột qua đời tại nhà vì nhồi máu cơ tim ở tuổi 62 tối 21 tháng 10. Người thân cho biết anh còn mắc bệnh gan lâu năm. Tang lễ của đạo diễn được cử hành tại chùa Vĩnh Nghiêm. Diễn viên Việt Trinh cho biết nhận tin từ Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay và chưa hết bàng hoàng. Chị nói: "Trong một năm tôi nhận tin hai người giúp tôi thành danh trong phim ảnh là anh Lê Cung Bắc và Trần Cảnh Đôn qua đời. Tôi đau lòng khôn xiết." Việt Trinh kể khi Trần Cảnh Đôn làm phim Lý Thông Thạch Xanh, chị tham gia vai phụ xuất hiện trong cảnh người hầu bê nước cho mẹ của Lý Thông, Thành Lộc đóng. Khi đó tôi bị mẹ Lý Thông gõ vào đầu và bật khóc. Anh khen tôi nhập tâm tốt và có gương mặt sáng sủa. Đó là cơ duyên tôi nhận được vai chính trong phim Ngọc Trong Đá của anh và nổi tiếng, Việt Trinh cho biết. Trịnh Kim Chi đàn em thân thiết với đạo diễn, nhớ gặp anh sau đợt giãn cách đầu tiên, cả hai còn trò chuyện vui vẻ, ôn lại chuyện nghề. Gần đây họ chưa gặp lại nhau, song thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm qua Facebook. Vài ngày trước, đạo diễn còn nhắn tin chia buồn khi nghe tin mẹ chị qua đời. Trước khi mất, anh ấp ủ một dự án chưa kịp bấm máy. Trong ký ức của Trịnh Kim Chi, đạo diễn Trần Cảnh Đôn xông xáo đầy lửa nghề. Cả hai gắn bó từ phim Vòng Vây Tội Lỗi năm 1993, đóng cùng Lê Công Tuấn Anh, Kim Khánh. Đàn anh là một trong những đồng nghiệp có sức làm việc đáng nể nhất chị từng biết. Thập niên 1990, anh ra phim liên tục, sau này mở hãng phim riêng. Chị cho biết các nghệ sĩ từng bảo với nhau làm việc với anh Đôn phải có thần kinh thép vì anh rất nóng tính. Dù vậy ai cũng quý vì biết đạo diễn muốn tác phẩm được tròn trịa, đạt chất lượng cao nhất. Diễn viên Kiều Trinh nói trên phim trường, Trần Cảnh Đôn nóng nảy, mắng diễn viên ngay trước mặt khi đóng không diễn đạt. Tuy nhiên, anh là đạo diễn có tâm, luôn thức khuya dậy sớm để lo cho đoàn phim khi quay các cảnh ở tỉnh. Dù nóng tính, đạo diễn là người sống tình cảm, diễn viên Kiều Trinh nói. Tôi nhớ khi đóng phim Trái Đắng thì mang bầu bé thứ hai, lúc đó không ai biết tôi mang bầu, chỉ có anh Đôn biết, mỗi lần hết cảnh quay anh ấy tới động viên tôi. Trần Cảnh Đôn từng thành danh với nhiều tác phẩm như Ngọc Trong Đá, Giáp Xác, Thạch Xanh Lý Thông, Cô Thủ Môn Tội Nghiệp, Đô La Trắng. Anh từng phát hiện và giúp các diễn viên đắt show chỉ sau khi góp mặt trong một bộ phim như Việt Trinh, Phương Thảo, Ngọc Thúy, Quỳnh Giao, Việt Quang. Anh còn đạo diễn MV của các ca sĩ đình đám như Lam Trường, Đan Trường, Cẩm Ly. Đạo diễn từng đoạt giải thưởng giải B phim truyện video Hội Điện ảnh Việt Nam năm 1999, phim Tội Phạm, giải bạc phim truyền hình toàn quốc với phim Tội Lỗi Cuối Cùng, giải bông sen bạc liên hoan phim Việt Nam, phim Cô Thủ Môn Tội Nghiệp.